thành phố không chỉ lấp lánh phồn hoa. Đó còn là nơi của những giấc mơ, những phiêu lưu, mất mát, nhưng đầy ắp tình người. Ở cái xóm này mặc dù nghèo nhưng mà đắt nhất là tình người. Đón xem Dưới Bóng Bình Yên lúc 19:30 trên kênh HTV7 từ ngày 25 tháng 12, 2023.